Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 8 đồng token Bitcoin. Một số thông tin về đồng token này: số tờ khung phát hành là 10 triệu. Đã có 1.507 tài khoản holder và đã phát sinh 3.277 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc với chút Wallet của các bạn nhé. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới đây và thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu BTR token 18. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 nhận token. Rồi các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé, yêu cầu airdrop. Nó sẽ dẫn số phần bên dưới này thì phần token này nó sẽ lên, nó sẽ bit sàn PancakeSwap vào ngày 15 tháng 10 nhé. Một đây là một số nhất, đây là có một số thông tin về cái lịch trình phát triển của nó. Các bạn có thể vào đây và dịch chất tiếng Việt để đọc nhé. Rồi ở đây các bạn có thể bỏ số 4 nhỏ ra là 0.05 BLB, các bạn mua cái đồng này để hold tích trữ lâu dài nhé. Bạn cần làm thì các bạn là nhấp vào phần này giúp mình nhé. Rồi yêu cầu 8 BRT nó yêu cầu kết nối với ví, thì các bạn nhấp tiếp theo để cho nhấp kết nối. Các bạn lại nhờ chưa được thì các bạn nhấp lại một lần nữa nhé. Thì ví Figa của nó là 0.000553 BLB này, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được update trên nền mạng Binance Smart Chain được đưa lên trên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance trên Metalog MXC OKX và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạn lưu ý bên cánh tay phải này là những cái dự án nào đó đặc biệt sắp kết thúc, bạn có thể vào đây ra lại. Nếu dự án đó bạn chưa tham gia thì hãy tham gia nhé, đừng để bỏ lỡ sót một cái dự án miễn phí phần thưởng đặc cân nào trên này. Đơn giản như cái dự án Clam nhận được một token câu này thì đây mình Clam nó chỉ mất 0.1-0.2 đô thôi, nhưng cái giá trị của nó sau khi lát list lên sàn thì nó sẽ nhân lên rất nhiều lần nhé. Và nếu mà các bạn để được một vài năm, có thể là lâu hơn, thì có thể ích được nhiều tài khoản, ích được rất nhiều lần tài khoản nhé. Mình chưa kèo sổ số mà đây, một đồng câu nó sau khi lên sàn và qua sự áp đỡ sẽ bằng 4.5 đô đây, hơn rất nhiều lần so với phí mình claim nhé. Rồi quay lại vấn đề này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 8 cần đồng token BRT. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn.